英弟，英弟，喂，啊！喂，阿宝啊，做咩？Anh chàng này tên là Khương Bảnh, có người vợ tên là Mỹ Lệ. Cô ta đã mang thai được khoảng 8 tháng. Kể từ khi dọn đến căn nhà này, chuyện kinh tế của hai vợ chồng có chút khó khăn. Khương Bảnh liên tục bị thất nghiệp. Đến khi có một công ty đồng ý tuyển dụng anh, thì không may ông giám đốc bị người ta sát hại. Khương Bảnh đành phải đến nơi khác để xin việc. Thế nhưng anh lại không có bằng cấp chuyên môn. Kết quả là tiếp tục bị thất nghiệp. Tối hôm đó trong lúc xem TV, vô tình anh nhặt được một tờ báo có đăng tin tuyển dụng bảo vệ. Với thân hình cao to, Khương Bảnh lập tức được tuyển dụng. Đội trưởng ở đây là chú Hàng. Hai anh này là danh miệng rộng và minh béo. Tòa nhà này có 30 tầng, phía trên thì đã được cho thuê. Chỉ còn lại khu vực mua sắm và tầng hầm là bỏ trống. Tối hôm đó trong lúc đang đi tuần, bỗng nhiên Khương Bảnh nhận được một cuộc gọi từ chú Hàng, bảo anh quay lại phòng bảo vệ. Thế là Khương Bảnh vào thang máy đi xuống dưới, không ngờ nó lại đi thẳng xuống tầng hầm. Khi mở ra thì trước mặt anh có một hình vẽ ghê rợn, bao trùm bởi làn khói xanh rất quỷ dị. Bên trong thang máy đột nhiên nước từ đâu tràn vào, cùng với đó là một tiếng cười lạnh cả tóc gai. Hoảng sợ, Khương Bảnh bấm nút thang máy đi lên trên. Vũng nước từ từ biến mất, Khương Bảnh liền chạy vào báo lại cho đồng đội. Nhưng khi bọn họ đến kiểm tra thì bên trong thang máy hoàn toàn không có gì bất thường. Điều lạ kỳ là lúc nãy chú Hàng không có gọi điện cho Khương Bảnh. Vậy thì ai đã gọi cho anh ta đây? Sau một đêm đối mặt với những chuyện quái dị, Khương Bảnh cảm thấy khá mệt mỏi. Mọi người mới dẫn anh ta vào quán ăn rồi dùng lời nói trấn an tinh thần cho Khương Bảnh. Tất cả là do anh ta chưa quen với ca trực ban đêm nên mới sinh ra ảo giác ấy mà. Đêm hôm đó mọi người cùng nhau ngồi ăn lẩu thịt chó. Trong lúc đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên ánh đèn điện lại chớp tắt lạ thường. Cho rằng là do cầu chì bị hở mạch chút xíu, không vấn đề gì, mọi người tiếp tục ăn. Đột nhiên danh miệng rộng bị mất nghẹn rồi ngã xuống đất, sau đó tắt thở. Mọi người liền đưa anh ta vào phòng cấp cứu để phẫu thuật. Một lúc sau, bác sĩ gấp ra được que xương chó nằm ngay ở phần cổ. Bất ngờ danh miệng rộng bật dậy phun nước bọt vào mặt anh bác sĩ. Rồi mới lặn đùng ra chết. Sau chuyện này, Khương Bảnh suy đoán rằng tòa nhà này có thể đã bị ma ám. Tuy nhiên mình béo không đồng tình với cách nghĩ này, bởi vì trước khi Khương Bảnh vào làm việc thì tòa nhà này chưa hề xảy ra những chuyện bất thường. Đúng vào ngày chôn cất an táng cho danh miệng rộng, trùng hợp lúc này có một vị đại sư tên là Lương Nhị. Anh ta là một chuyên gia về phong thủy và tâm linh. Trông thấy nhóm người bảo vệ có thần sắc u ám, Lương Nhị cảm ứng được sắp có chuyện xảy ra với bọn họ. Cẩn thận đi. Không có à. Ngày hôm nọ Khương Bảnh bận ca trực, cho nên đã nhờ Bình Béo đưa Mỹ Lệ đi chợ và khám thai. Không ngờ con chó của Bình Béo trông thấy Mỹ Lệ thì lại sủa ầm lên, giống như là nó nhìn thấy kẻ thù vậy. Không còn cách nào, đành phải để cho cô ta đi taxi. Phía này chú Hàng cảm thấy từ khi Khương Bảnh đến làm việc thì tòa nhà này xảy ra chuyện bất thường. Nghiêm trọng hơn là bây giờ còn có người chết nữa. Cho nên chú Hàng mới xin ý kiến của lãnh đạo, hãy cho Khương Bảnh thôi việc. Lãnh đạo đồng ý giao cho chú Hàng xử lý. Sau khi gặp đám người bảo vệ của thần sắc u ám, Lương Nhị bèn bấm độn để đón mệnh, thì anh ta biết được chuyện gì đó. Lúc này chú Hàng đang ở nhà nấu nồi cháo thì bỗng nhiên tờ báo tự động trồi ra rơi xuống đất. Sau đó nó lẻn vào phòng tắm để thấm nước. Chú Hàng không hay biết chuyện gì đang diễn ra mà vẫn ung dung nhấc nồi cháo ra ngồi ăn. Còn chìm có lệnh tính đang ra sức cảnh báo, đột nhiên bếp ga bùng lên ngọn lửa. Chú Hàng liền đi qua tấn nó đi, đến khi quay lại thì tờ báo ấp vào mặt. Oh,
Mọi chuyện Lường Nhị đã đoán được, thế nhưng anh không quen biết chú Hàng nên đã không kịp ngăn nó lại. Đến khi Khương Bảnh đến nhà tìm chú Hàng thì đã muộn. Trong tay chú còn giữ một phần của tờ báo, trên đó đưa tin trước đây tòa nhà từng có một vụ án mạng, một bé gái mặc áo đỏ đã chết một cách bi thảm. Trong tang lễ của chú Hàng, Lương Nhị cũng tìm đến đây để bái tế. Sau đó anh gặp riêng Khương Bảnh và Minh Béo, giới thiệu thân phận và nói ra nguyên nhân của những cái chết bất thường gần đây là do quỷ dữ ám hại. Tiếp theo Lương Nhị hỏi ngài sinh bán tự của Khương Bảnh, mới biết được anh ta có mệnh số địa chí âm tình rất hiếm thấy. Trong hàng triệu người mới có một người mang mệnh số này, bởi vì nó rất xui xẻo, thể chất của anh luôn thu hút bọn quỷ dữ. Thế nên trước đó anh luôn bị thất nghiệp. Sau cuộc nói chuyện, Khương Bảnh về đến nhà thì trông thấy bàn ghế được bài trí không giống như mọi ngày. Phía này Lương Nhị đã đến tòa nhà để kiểm tra. Dựa vào chiếc la bàn, anh đi xuống bên dưới tầng hầm. Đột nhiên nó bốc cháy, rồi một cánh cửa mở ra, làn khói xanh bay vào tấn công Lương Nhị. Nhận thấy con quỷ quá mạnh, Lương Nhị nhanh chân bỏ ra về. May mắn là có mảnh ngọc dây chuyền hậu thân nên anh mới được toàn mạng. Ngày hôm sau, Lương Nhị đưa cho Khương Bảnh ba lá bùa. Đầu tiên là dán lên trần của thần máy để phong tỏ đường sinh lộ của ác quỷ. Lá tiếp theo là dán lên nóc nhà để kiềm chế sức mạnh của ác quỷ. Lá cuối cùng là dán vào cánh cửa dưới tầng hầm để phong ấn âm huyệt của ác quỷ. Thế nhưng đã bị nó phá hủy. Lương Nhị lập tức đến nhà của Khương Bảnh để tìm hiểu. Nhìn vào cách bài trí phong thủy bên trong, Lương Nhị nhận ra căn nhà này đã bị bà ám, nhất là cái lò bếp. Khương Bảnh mới nói rằng tất cả những đồ vật trong nhà đều do vợ anh bố trí sắp xếp. Ngày hôm sau, Khương Bảnh nhờ Minh Béo đưa Mỹ Lệ đi khám thai. Lương Nhị đã chờ sẵn từ đằng xa. Anh ta trông thấy cô gái không hề có bóng, mặc dù lúc ấy là buổi trưa. Tối hôm đó, anh chàng Minh Béo đàn ông Dũng trên đường chạy xe về nhà, bỗng nhiên xuất hiện một làn khói xanh ngăn chặn chiếc xe lại. Sau tất cả mọi chuyện, Lương Nhị khẳng định rằng ác quỷ có âm mưu muốn tái sinh đầu thai làm con của Khương Bảnh. Chỉ có một điều Lương Nhị không hiểu là tại sao con quỷ lại dẫn dắt Khương Bảnh đến làm bảo vệ cho tòa nhà. Việc trước mắt cần làm là Khương Bảnh phải mau chóng trở về, phá hủy cái lò bếp, bởi vì đó là cội nguồn nuôi dưỡng âm khí cho bào thai của Mỹ Lệ. Nghe thấy vậy, Khương Bảnh lập tức quay về phá hủy cái lò bếp. Quả nhiên nó liền ảnh hưởng đến bào thai, làm cho Mỹ Lệ đau đớn. Cô ta nài nỉ Khương Bảnh hãy dừng tay, khiến cho anh ta mềm lòng buông bỏ cây búa xuống. Cùng lúc đó, Lương Nhị biết được ác quỷ sẽ đến tìm anh nên đã lập đàn để chuẩn bị ứng chiến. Quả thật nó đã tìm đến đây. Anh bèn cầm thanh đạo mộc kiếm lên phòng thủ. Lúc này Khương Bảnh mới chạy đến. Lương Nhị thì đã bị trọng thương chân khí. Anh ta cũng biết được Khương Bảnh đã không phá hủy cái lò bếp, cho nên ác quỷ mới mạnh mẽ như vậy.
Giờ thì chỉ còn cách là dùng lá bùa Surprise này đi vào căn phòng dưới tầng hầm, truy tìm xương cốt của ác quỷ, dán lá bùa lên, hy vọng sẽ tiêu diệt được nó trước bình minh. Nếu không nó sẽ tái sinh, nhân gian sẽ gặp đại họa. Thế là Khương Bảnh nhanh chóng chạy đến tầng hầm. Trong lúc anh tìm kiếm căn phòng thì bất ngờ một người bảo vệ xuất hiện. Hóa ra anh ta đã trở thành ma thị. Tâm lấy tại Khương Bảnh cắn một cái. Anh liền dùng lá bùa chiếu tới thằng ma. Sau đó Khương Bảnh vào căn phòng. Không gian nơi này rất rộng và có bộ hài cốt đang bị xiềng xích. Cùng lúc này Mỹ Lệ đang chuẩn bị chuyển dạ sinh con. Sau khi Khương Bảnh dán lá bùa lên bộ xương thì vô tình máu trên tay anh nhiễu lên đó. Con quỷ liền xuất hiện. Thì ra ngay từ đầu, chính con quỷ này đã dùng tờ báo để dẫn dụ Khương Bảnh đến tòa nhà này làm việc. Mục đích của nó là muốn lấy máu của anh để làm vật dẫn liên kết với bào thai của Mỹ Lệ. Như thế con quỷ mới thuận lợi đầu thai tái sinh làm con của Khương Bảnh. Khi đã hiểu mọi chuyện, anh hoảng sợ chạy ra khỏi tòa nhà, thế nhưng đã bị con quỷ phong tỏa. Khương Bảnh đành phải tìm đường khác, vô tình gặp được một chiếc xe, định dùng nó rời khỏi đây thì Minh Béo xuất hiện. Khương Bảnh cố gắng vùng vẫy và đứt luôn cánh tay của thằng ma. Sau đó anh tiếp tục chạy thì gặp lại danh miệng rộng. Còn có cả chú Hàng, tất cả đã đều trở thành ma thì cùng nhau bao vây Khương Bảnh. Đúng lúc này Mỹ Lệ đang lâm bọn rồi hạ sinh ra đứa bé. Nhờ vậy mà Khương Bảnh thoát được sự khống chế của con quỷ, bởi vì nó đã tái sinh vào đứa bé. Nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa muộn, Khương Bảnh quay về nhà chờ sẵn. Ngay khi Mỹ Lệ bồng đứa bé đi vào nhà thì sao lại kinh đôi tay gì à, chị biết à? Mỗi sáng cứ hôm á, cho bé mắt mình thấy hả? Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.